Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì công ty máy đánh bài bịp CVK Việt Nam này làm một cái video để giới thiệu đến các bạn cái dòng sản phẩm mới ra mắt của hãng. Đấy, đây là dòng sản phẩm mới nhất của hãng này. Đầu tiên là máy đánh bài CAC 700 này, CVK 900 này, CVK 680S và một con máy đánh bài ngụy trang trên nền chiếc Samsung kia, cái vỏ hộp hồng kia. Thì sau đây sẽ đi vào test cho các bạn chi tiết từng dòng máy một. Đầu tiên là con CAC 700. Đấy, vỏ hộp rất đẹp luôn. Đây, đây là máy của nó. Cái này thì bên trong là ẩn chứa là 12 camera hỗ trợ tất cả các môn bài ở Việt Nam. Ngoài Bắc phải chơi ba cây liêng sâm phẩm chắn, trong miền Nam chơi bài cào này, bình Ấn Độ, bình sập sám, gờ lâm lá và bình. Cái phần cứng thì là làm giống như một chiếc iPhone 8 này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Cái này nghe gọi nhắn tin bình thường nhá. Rồi tôi sẽ vào môn chơi tôi test cho các bạn xem này. Đây, môn chơi là ở bên trong này. Đấy, phải có mật khẩu nó mới vào được nhá. Đây trò chơi này. Đấy. Tôi sẽ test cho các bạn môn liêng. Một trong môn bài rất là phổ biến luôn. Tôi để 4 người chơi. Để 4 người chơi và báo một nhà lớn nhất cho nó nhanh. Thì khi chơi là các bạn đeo cái tai nghe vào Bluetooth không dây siêu nhỏ này nhá. Đây. Đây là cái tai nghe Bluetooth này. Nó sẽ báo kết quả vào tai cho các bạn. Bây giờ tôi đang để ra ngoài. Đây, đặt ra này. Cắt đi này. Báo rất là nhanh luôn. 4 người chơi, mở báo 1. Chắc chắn là 1 lớn nhất rồi. Đấy. Liêng luôn. Đấy, liêng luôn này. Đấy. Những nhà còn lại này không có gì luôn này. Máy báo 1 là 1 liêng luôn đấy. Máy báo siêu nhanh, siêu chuẩn xác. Trong quá trình chơi là các bạn để tăng giảm được số người chơi nhá. Bằng ngưng âm lượng các bạn bấm lên nó sẽ lên. Ví dụ có người vào hay người ra. Thế bây giờ sẽ chuyển sang môn tiếp theo là môn bài cào. Bài cào miền Nam. Đây, môn chơi này, rất nhiều môn chơi này. Tôi vẫn để một báo một nhà lớn nhất nhé. Các bạn có thể để báo nhiều nhà, có thể là hai nhà hoặc tất cả, có bao nhiêu người trên bàn nó sẽ báo tất. Tôi sẽ chuyển một bài cào này. Để báo hai. Đấy, đấy, nhìn hai máy 1, 2, 2 là 7 nhà lớn nhất. Đấy, báo là cực chuẩn xác luôn, những nhà lại thấp hơn. Đấy, đấy, trong quá trình chơi các bạn muốn tăng giảm số người chơi các bạn bấm tăng người đây, ở luôn lượng này. Đấy, test thêm cho các bạn là môn cái bài môn bài ở trong miền Nam, đó là môn bài bình Ấn Độ hay còn gọi là ba cây đôi. Tôi sẽ để 4 người chơi và báo một nhà lớn nhất. Đây, một bình Ấn Độ nhé. Để ngang dọc bài quan trọng này. Đấy. Đấy, báo 1 thì là 1 lớn nhất. Đây, muốn bình 6 lá các bạn nhìn này. Chuẩn chưa? Máy báo chuẩn xác 100% luôn. Tiếp theo thì giới thiệu với các bạn cái máy bài CVK 900. Sẽ bỏ cái máy này đi. CVK 900 đây. Đây, con máy bài này ngụy trang trên một con iPhone 13 rất là đẹp luôn. Đấy. Tôi sẽ cho vào con test cho bạn môn liêng luôn này. Cái máy rất là đẹp. Đấy, tôi sẽ test liêng này.
các bạn nhìn thấy máy rất đẹp luôn này, iPhone 13 này. Đấy. Đấy, liêng. Máy 33 chắc là 3 lớn nhất rồi. Đấy, 9 đẹp này. Các bạn nhìn này, 9 đẹp này. Đấy. Để một liêng nhá. Đấy, cái này cũng tăng giảm số người chơi bình thường. Máy đặt đã báo rất nhanh. Đó, cắt đi là báo rất là nhanh. Đấy là máy CVK 900. Đấy, có cho bạn xem lại. Tiếp theo là con CVK 680. Đây, con này được nguyên trang trên một lần một chiếc iPhone 8, cũng trên lần một chiếc iPhone 8, rất là đẹp luôn. Tôi sẽ test cho bạn xem này. Tất cả các máy nó sẽ có mã khác nhau nha, cho nên là không phải ai cầm vào máy mình có thể biết được các môn chơi như nào. Cái này thì đánh 3 cây liêng sản phẩm đủ hết. Tôi để 5 người chơi và báo hai nhà lớn nhất môn liêng đi. Đấy. Đấy, các bạn tăng giảm môn chơi luôn được này. Đây, đặt bài đây. Ngang dọc bài quan trọng, đặt là báo luôn. Đây. 3 2. 6 người chơi này, mẹ báo 3. À, xuống người chơi là 5 này, mẹ báo 3 2. Đấy. 3 2 1 2 3. Đấy, 7 này. Đấy, đợi như 7. À, những nhà còn lại thấp hơn. Rất là thấp. Máy báo là chuẩn xác 100%. Đánh tiếp các bạn đây, bạn nếu các bạn giảm người chơi này. Đấy. Bấm vào đây này. Đấy, 3 người chơi. 2 người chơi được, báo hết. Để 3 người chơi nhá. ba một đây là tôi để cái bài xuống nó sẽ báo lại nhá. Đấy, đúng được, có lẽ là 31 của nó là 31 này. Đấy, 3 này, 1 này, một liêng nhá. Đấy, bạn thấy không, chuẩn xác 100% luôn. Nó rất là nhạy, các bạn đặt bài đấy là nó báo thôi. Đấy, ngang dọc không quan trọng. Đấy. Đây là con máy đánh bài CVK 680S. Đấy. Tiếp theo là con máy đánh bài CVK nguyên trang trên nền Samsung. Đây, cho bạn xem luôn. Đây. Tôi sẽ test cho bạn môn bài liên tiếp nhé, và chuyển sang môn bài cào đây. Đây. Đấy. Đấy. Các bạn để đúng cái chiều camera của nó. Rất là chuẩn luôn, chuẩn xác 100% luôn. Đấy, thì các bạn có nhu cầu mua hàng, các bạn alo trực tiếp cái số điện thoại trên màn hình. Thì ngoài ra cái máy này các bạn có thể sử dụng cái phụ kiện kết nối, chẳng hạn cái đồng hồ này. Đấy. Đây, đồng hồ bạn đeo mã vạch này, khi bạn không bỏ được cái máy ra thì bạn có thể sử dụng cái đồng hồ. Đấy.
tôi chắc trả lại máy này. Hoặc là điện thoại Nokia, đây là cái kết nối ví, ví mã vạch nha các bạn. Cái này nó đặt ra trước bài, nó sẽ báo vào tai nghe thông qua cái máy chủ là cái điện thoại. Thì với cái sản phẩm máy bài mã vạch này, các bạn có thể trực tiếp qua trụ sở Hà Nội và Sài Gòn để kết hàng nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng và bảo quản những cái tròng. Đây là hai mẫu kính hiện là một kính tốt nhất trên thị trường hiện nay nhá. Anh em lấy cái mắt ở đây ra. Đây này để anh em mang đi chơi cho nó tiện này, hiệu quả này. Anh em lấy nước suối này, đổ nước suối vào đây. Đây là kính nhá, đây là mắt len này. Đó, mình để trong nọ nước bảo quản này. Mình lấy ra thì mình sẽ lấy cái tăm bông này. Làm ướt một đợt tăm bông đi mình lấy ra. Ok. Mình lấy cái đeo. Kính nó là một lớp lụa. Đây, một lớp lụa này. Nếu các bạn đeo chiều nào cũng được. Lần đầu các bạn chưa quen thì bạn cứ nhờ một người khác. Hoặc là nếu các bạn muốn tự đeo thì các bạn cứ nhìn thẳng vào gương là được. Rồi. Mình chơi xong, mình lại lấy từ trong mắt ra thì mình làm ướt một đầu tăm bông rồi mình lại quẹt từ trong mắt ra và mình ngâm vào nước suối sạch khoảng 1 phút. Mình lại cất được vào lọ nước bảo quản. Bây giờ mình sẽ test cho anh em qua một vài mẫu bài bên nhà mình đang bán và phân phối nhé. Bài nhà mình bán và phân phối đều là bài loại một tất. Anh em muốn mua hàng đảm bảo chất lượng uy tín, anh em liên hệ hai số điện thoại 0986 214 số 9 và 0989 334 số 9 để có những sản phẩm uy tín và chất lượng nhé. Ok, bây giờ mình sẽ test qua rồi. Bên nhà mình thì giới thiệu qua này, bên nhà mình sẽ có bán những loại bài phổ thông như thế này. Đây là bài kim cương đỏ này, bài xanh 2K này, đây là bài cúc áo này. Ok, bài 2019 này. Bài mình đều bán là bài loại một tất nha anh em nha. Bài đô vàng này, tem đỏ này, bài rồng đỏ này, rồng vàng này, bài hoa thiên lý này. Bài nhựa thì bên nhà mình có một vài mẫu là bài này này, rất này, để cho anh em phục vụ anh em ở bên nước ngoài hoặc là anh em chơi xì rách xì tố. Ok, có hai màu, màu xanh và màu đỏ nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào, mình bóc và kiểm tra bài cho anh em nhé. Mình đảm bảo với các bạn bài bên mình là bán là bài loại một tất. Anh em mua hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền cho bưu điện hoặc anh em ở gần thì đến tận cơ sở lấy hàng nhé. Nhà mình có hai cơ sở, một ở Sài Gòn và hai ở Hà Nội. Ok. Tất cả bài loại một bóc ra này, các bạn phải có tem bảo hành, tem như thế này. Ok chưa? Nó đều có tem như thế này. Ok. Bài chất lượng này. Anh em kiểm tra bài này. Ok, bài đẹp này. Ok chưa? Chất lượng bài này. Ok, vào bên mình thử cho các bạn nhé. Mình cho cái thử này. 3 này. 7 này. 5 này, nó có cả chất các bạn nhá. Đây là 5 rô, 5 rô nó sẽ ở đây này. 4 này. 3 này. Đây là 3 tem nhá. Đây 2 tem này, chất tem nó có chất như thế này. K này. Ok chưa? Ok. Đây là bài xanh ca, mình sẽ qua một vài mẫu nữa như là bài rồng đỏ đi. Ok rồi, bài rồng đỏ này. Rồi, bài loại một hết nha các bạn nhé. Bài bao đẹp luôn này. Ok chưa? Anh em cứ kiểm tra hàng.
Anh em cần hàng uy tín chất lượng cứ liên hệ ai số điện thoại 0986214 số 9 và 0983344 số 9. À, mình thử trực tiếp này. Ok. 6 này. 5 này. Đây chắc của nó đây, 5 rô này. 4 rô này. 3 này. Ác này, ác là K này, K tép này. Ok chưa? Q này. 4 này, 4 mic này. Mic thì nó sẽ không có cái gì. Đấy, nó có chất luôn, các bạn nhìn thấy luôn này. Ok, vừa là bài đồng đỏ, mình sẽ test qua bài kim cương đỏ đây. À. Khi các bạn mua hàng thì nó sẽ là nguyên đai linh kiện như thế này nhá. Nè, nguyên đai linh kiện như thế này, hoặc như thế này. Để anh em chơi. Là mình phân phối thêm các mặt hàng như là mà đánh bài, đồ chơi sóc đĩa, tài xỉu bầu cua, hack game trên điện thoại. Anh em có nhu cầu cứ liên hệ hai số điện thoại 0986214 số 9 và 0989334 số 9. Để nhận những sản phẩm uy tín này, anh em kiểm tra hàng này, bài đẹp này, chất liệu bài này. Ok chưa? Bài đẹp rõ, óng rõ nào, cho bài. Năm này, năm tép này, các bạn nhìn này. Đấy, 6 này. Quy đây, 6 bích này, đó chưa, 7 này, 10 là lớn thập nha các bạn nhé, nó có cái 10 này, cái 9 nó sẽ là móc chìa khóa để nó phân biệt giữa 6 và 9, A2 này. Ok, bây giờ mình sẽ test qua bài 2019 đi. Bài 2019 này. Tất cả các bài 2019, bài 2, bài xanh 2K, bài loại 1 trên thị trường hiện nay đều có, nó đều có cái tem như thế này. Đây là tem chống hàng giả của ngoài thị trường. Bây giờ tất cả các bài ngoài khóa đều nó đều có tem ký hiệu như thế này. Ok, mình bóc bài ra. Bài thì nó sẽ có 3 phăng. Ok chưa? Ok. Chất liệu bài này. Đây, ok chưa? Bài về bóng để ống đẹp nhá, hai đầu đẹp này, bài xanh này. Ok. Ok, mình sẽ test cho các bạn qua bài 2019 này. Bài nhà mình đảm bảo là rõ 100% như video nhá. Ok này. Đây là mình làm video thì đôi khi nó còn hơi mờ, các bạn mà mua trực tiếp đeo kính lens và áp tròng vào nó còn rõ 100% luôn. Ok, các bạn nhìn thấy chưa? G này, 10 này, 10. Đây, 9 này, không biết cây 9 thì nó sẽ nó làm móc chìa khóa như thế này để phân biệt cây 6. Còn đâu mọi cây nó đều như thế. Ok chưa? Okay. Cảm ơn anh em xem video. Vừa rồi mình đã test qua các mẫu bài kính áp tròng bên cách